Xin chào tất cả các bạn, cảm giác của Khoa bây giờ đang là một cảm giác rất là phấn khích, một cảm giác rất là đã, một cảm giác hòa mình đồ thiên nhiên mọi người à Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại Cần Thơ, miền Tây và sau đây thì Khoa sẽ giới thiệu với mọi người một cái loại trái cây mà vô cùng đặc trưng của miền Tây Một cái loại trái cây mà mọi người nhìn thấy là có thể thèm chảy nước miếng rồi và mọi người sau đây sẽ rất là thèm, chuẩn bị coi cái video này sẽ thèm lắm nhá Xin giới thiệu mọi người, đây chính là trái dâu ôi rồi ôi trời đất mẹ ơi bố mẹ ơi đó mọi người có thể nhìn thấy trái dâu không nè nó sai mà nó lên tới trận ngút ngàn trên ngọn luôn trước giờ thì khoa cũng chỉ là mua mấy trái dâu ví dụ mua nửa ký ký ngoài chợ với ăn thôi còn đây là lần đầu tiên mà mình được vào vườn dâu và một cái khi mà vào cái vườn dâu sai đã rồi thì bắt buộc phải quay để cho mọi người coi đúng không đó, trái này thì nó ăn nó chua 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 Bởi vì ai mà đã ăn rồi thì coi cái nguyên cái dàn cây này cái Nó sai như thế này thì nước miếng nó chẳng ứa ra thì còn cái gì nữa đúng không? Và sau đây để cho nước miếng nó ứa ra nữa thì Khoa sẽ lấy một trái trên cây nhá Đây là trái cây trên cây ăn trực tiếp trước mặt mọi người để mọi người ứa nước nhé Mọi người thèm ứa nước bọt ra luôn nhá Đây chính là trái dâu đó, màu vàng vàng đấy và bên trong của nó thì có muối đây, ui dồi ôi, nó mỏng nước quá mọi người ơi Đây, hơi chói nha, đây, đây, đấy Đó Và khi ăn thì chúng ta sẽ ăn cái bên trong Ai thèm thì có thể thoát ra ngay trong lúc này nhá Uhm, ừ, hút với nước phát Ừ chua chua mọi người ơi Ừ, tưởng hơi chua chua mà cuối cùng chua không tưởng luôn nhưng mà rất là mọng nước và ngon lúc đầu mọi người thấy chua nhưng mà về sau nó đậm cái vị thì nó có cái vị ngọt hậu ở đấy nó sai lắm đi đâu cũng thấy dâu trời ơi, này này cho mọi người coi này 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 đấy nó sai tới trên ngọn luôn nhìn làm sao mà không thèm được không thích được đó nó sai mà tới lên chân tới ngọn cây luôn kìa đó mà nó rụng xuống dưới đất rất là nhiều này Đó Bởi vì đây là cái vườn tham quan Người ta không có thu hoạch được Nên để người ta để rụng quá trời rụng Đó đây cũng một cây dâu nữa Xung quanh toàn là dâu thôi Đấy 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 Dâu quá trời dâu kìa thôi quay một chút xíu giới thiệu để cho mọi người thèm chơi thôi có dịp xuống miền tây thì nhớ mua dâu ăn nhá ngon lắm mọng nước lắm nhá <laughs>